Ví dụ một thầy là viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử. A này, tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5. Các em tập trung với thầy nhá. Thầy có ví dụ 1 này. Câu A này là tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5 thì thầy gọi A là tập hợp các số tự nhiên, các số tự nhiên không vượt quá 5. Các em nhớ nhá, thầy gọi A là tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5. Em nhớ này, tên tập hợp phải là những chữ cái in hoa, cho nên thầy gọi A là tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5. Vậy thầy sẽ liệt kê các phần tử của tập hợp A bằng các số tự nhiên là bắt đầu từ 0 và không vượt quá 5, tức là nó có thể bằng 5. Đây thầy có 0 này, chấm phẩy 1 này, chấm phẩy 2 này, 3 này, 4 và 5. Được chưa? Sau khi thầy đã liệt kê được tất cả phần tử của tập hợp A rồi,